Cũng trong sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo chính thức công bố sự kiện diễn đàn phát triển đường bay châu Á 2022, Route Asia năm 2022 tại Đà Nẵng với nhiều chương trình hoạt động kết nối ngành vận tải hàng không và mạng lưới bay tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Diễn đàn phát triển đường bay châu Á năm 2022 lần thứ 16 diễn ra từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 6 năm 2022 tại Đà Nẵng do công ty Infomerus chủ trì với sự đồng hành tổ chức của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và công ty cổ phần thương mại Duy Anh IPP Travel Retail. Sự kiện được tổ chức với sự tham gia của hơn 500 đại biểu từ các hãng hàng không khu vực châu Á, châu Âu, Trung Đông và Bắc Mỹ các sân bay và đơn vị khai thác sân bay, các đơn vị cung ứng dịch vụ hàng không cùng các lựa hành quốc tế đến từ khu vực châu Á và các nước trên thế giới. Có 19 hoạt động chính và phụ trợ diễn ra trong khuôn khổ của Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á năm 2022. Tại buổi họp báo, đơn vị tổ chức đã trao đổi và giải đáp thông tin với các phóng viên cơ quan thông tấn báo chí về sự kiện quan trọng này.